Các bạn đang nghe truyện hệ thống hắc khoa kỹ quán nét trên kênh TV Audio CV. Chương 148, Quốc khảo phong vân. Kinh sư, ứng thiên lâu. Tòa tử lâu này chính là quán rượu xa hoa nhất ở Kinh sư, có lời đồn rằng lão bản đứng sau tử lâu này chính là người trong hoàng thất, vì thế mới lấy tên là ứng thiên, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng tử lâu này có bối cảnh thâm hậu, đó là hoàn toàn chính xác. Sau khi đến Kinh sư, phương khải liền tắt trực tiếp phương lão bản đã lâu không gặp mộ đông lai chính là thanh niên để ria mép trước mặt ngay cả lý hạo nhiên cũng rất cung kính với hắn chứng tỏ thân phận hắn không thấp phương khải nhún vai chạy đến đây du lịch ngắm cảnh không nghĩ tới ngươi cũng ở đây bản thân bỉ nhân chính là người kinh sư mộ đông lai lắc đầu đáng tiếc nhất thời công việc quấn thân không thì còn phải xuống giang nam một lần ghé tiệm của phương lão bản nói là trò chơi, nhưng thật sự rất thần kỳ. Không phải trò chơi bình thường có thể so sánh, trong lời nói của mộ đông lai không tiếc ý tán thưởng nghe nói trong tiệm lão bản lại mới ra mấy trò chơi mới, lúc hai người uống rượu tán gẫu thì bên trong quán nét. Nơi này có nội dung quyển khác của Diabo, mấy tên võ giả từ bên ngoài đến. Nói cái gì mà? Mình có thể làm nhân vật chính trong trò chơi. Xuyệt nam minh thương hội đang liên hiệp chèn ép tiểu điếm này mấy tên võ giả nói lặng lẽ đi vào đừng để người ta phát hiện tránh cho đỡ phải đắc tội bọn hắn t rất đắc a à, mấy tên võ giả nhìn thoáng qua giá trên bảng đen bây giờ một quyển sách đều mất một linh tinh trò chơi chắc chắn là đắt hơn một tên võ giả khác nói mấy đồ này toàn là hàng cao cấp ngươi khoan hãy nói lúc trước ta nghe nói An thiếu thành chủ vì mua một đồ vật trong Diabo, đều bỏ ra mấy viên linh tinh. Lúc ấy Diabo còn chưa lan truyền ra toàn bộ thành cửu hoa, rất nhiều người nghe thấy liền bỏ qua, bây giờ nhớ lại. Thử một chút đi, không chừng giá trị thật, mấy tên võ giả nói. Đi. Thử trước một chút, không chỉ mấy người kia, ngay khi sau khi mấy người đi vào cửa, lại có mấy tên võ giả đeo mặt nạ đi tới. Hắc đại, đã truyền ra ngoài sao, đương nhiên, Tên võ giả mặc áo đen nói một mình ta không thể trêu vào những quái vật khổng lồ này, nhưng hiện giờ trong thành có nhiều người hỏi về Diabo như vậy, lão tử đem những người này kéo theo, ta không tin Nam Minh Thương hội làm gì được nhiều người như vậy, đi đi. Nói nhảm nhiều làm gì? Tranh thủ thời gian vào đi, một người cao to đen nói, lâu rồi không đến, ta nhịn sắp chết rồi, Tiểu Nguyệt. Lên máy, lên máy, Hắc Đại kéo mũ ra. A à, Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc, mau đến máy. Gia kìm nén sắp hỏng rồi, hử? Hắc đại nhìn thấy, làm sao phía gần cửa lại có nhiều người vây quanh như vậy, lão bản có chuyện gì vậy? Nói đóng trực tiếp liền đóng trực tiếp rồi. Đúng rồi. Ta còn chưa nhìn nghiện nữa, đến kinh sư rồi lại làm gì? Làm sao không cho nhìn, đúng đấy, ta vẫn đợi nhìn kinh sư đây. Chưa được đi qua thì cho xem đi, cùng lúc đó, ứng thiên lâu kinh sư quốc khảo phương khải nhíu mày hình như là nghe bọn tống thanh phong nạp lan minh tuyết nói qua là bọn hắn đi tới kinh sư để tham gia quốc khảo chẳng lẽ phương lão bản không biết mộ đông lai cười nói đây là việc nổi nhất ở kinh sư gần đây không mấy ai mà không biết biết thì có biết phương khải nhún vai chẳng qua ta cũng không biết nhiều lắm hay là mộ tiên sinh nói rõ một chút nói quốc khảo là do tam đại học phủ liên hợp Kỳ thật việc này là do Đương Kim Thánh Thượng đề xướng, vì thế mới được gọi là quốc khảo. Mộ Đông Lai nói Tam Đại Học Phủ phân biệt là Thịnh Kinh, Lăng Vân, Hy Di. Tam Đại Học Phủ này không những có lịch sử lâu đời nhất ở bản quốc, mà thực lực cũng hùng hậu nhất, đồng thời địa vị của phủ chủ ba tòa học phủ cũng rất cao. Lấy Thịnh Kinh Học Phủ mà nói. Mộ Đông Lai tiếp tục nói xem như đệ tử Hoàng Thất hay là Hoàng Thân Quốc Thích một khi tiến vào Thịnh Kinh Học Phủ cũng tu luyện như người thường không có nửa phần ưu đãi lúc này mấy người tống thanh phong nạp lan minh tuyết đang ở ngay bên trong thịnh kinh học phủ thịnh kinh học phủ có rất nhiều thiết bị kiểm tra võ khí lực lượng tốc độ tất cả đều đầy đủ hôm nay là tiến hành thi văn văn ở đây không phải là văn hóa mà kiểm tra một chút cơ bản bởi vậy mấy người dưới sự dẫn dắt của đạo sư đi tới sân kiểm tra dùng cho thi văn khảo nghiệm chính là các loại chỉ tiêu về lực lượng tốc độ tu vi của các đệ tử tinh anh nghe nói lần quốc khảo này xuất hiện mấy nhân vật rất lợi hại đấy là tất nhiên đặc biệt là thịnh kinh học phủ bốn viện thiên địa huyền hoàng lần này quả thật rất thái quá những điều này khi ta tiến vào tòa ứng thiên lâu quả thật đã nghe rất nhiều người bàn luận phương khải bưng chén rượu nói nói là ngũ hoàng tử thiên tư tuyệt thế luận về niên kỷ ở trong địa tự viện của thịnh kinh học phủ còn chưa vào Thiên Tự Viện, một thân thực lực đã đạt đến võ tông cảnh, sau lần quốc khảo này, rất có thể sẽ được đặt cách tiến vào Thiên Tự Viện. Phương Khải suy tư một hồi bên trong Lăng Vân Học phủ, tu vi bình thường ở địa tự viện cũng chỉ là đại võ sư cảnh thì phải, Mộ Đông Lai mỉm cười nói đúng vậy, nghe nói tầng gian của địa tự viện, đại khái tu vi đã là đại võ sư viên mãn, nhưng khoảng cách đến võ tông còn kém không ít. Làm sao có thể? Vô Sĩ đây là gian lận lúc này tần bình vỗ mạnh xuống bàn bỗng nhiên ngũ hoàng tử đột phá đạt đến võ tông cảnh cao thủ võ tông còn chưa tiến vào thiên tự viện tần trưởng giáo dụ bất giận mấy tên đạo sư vội vàng khuyên nhủ coi như đạt đến cảnh giới võ tông nhưng cũng vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn bằng môn võ kỹ kia của tần công tử có lẽ không phải là không thể đánh bại hắn vậy thiên tự viện thì sao thiên tự viện sẽ thế nào Tần Bình lại mở miệng hỏi. Sắc mặt hắn bây giờ rất âm trầm, vốn Địa tự viện có đại võ sư Viên Mãn đã rất mạnh, lại thêm việc Tần Giang tu luyện môn võ kỹ kia, rất có khả năng quét ngang Địa tự viện của Tam Đại học phủ, nhưng bây giờ, cường giả võ tông Thiên tự viện cũng không thấy động tĩnh gì, không biết bọn hắn có ẩn giấu thực lực hay không, cũng đúng, đại võ sư Địa tự viện đột phá võ tông còn nghe được, Thiên tự viện Tam Đại học phủ có rất nhiều đệ tử đang ở võ tông cảnh, đột phá đến đại võ tông. Nào có dễ như vậy, một đường tu hành, vốn dĩ là càng về sau càng khó tăng lên, một đệ tử tu vi đạt tới đại võ tông cảnh, là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Xem ra là ta quá mức lo lắng. Tần Bình thở vào nhẹ nhõm. Ngày mai chính là ngày thi võ của quốc khảo, Tần Bình nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi thông tri cho các đệ tử, gấp rút tu luyện, không thể lười biếng hô. Nhìn người chung quanh đầy náo nhiệt, Tống Thanh Phong phiền muộn bốn viện thiên địa huyền hoàng, coi nhóm hoàng tự viện chúng ta có tu vi thấp nhất sao, hoàng tự viện này cũng có nhân tài, lúc này, các đệ tử thịnh kinh học phủ đang tiến hành thi văn, bốn phía vô cùng náo nhiệt tỉ như nạp lan minh tuyết của lăng vân học phủ, đã đạt đến võ giả đỉnh phong. Còn có hoàng phủ tỉnh của thịnh kinh học phủ, lạc vân của hy di học cung, đều là võ giả đỉnh phong bởi vì tiêu chuẩn nhận người của tam đại học phủ rất nghiêm khắc về mặt tuổi tác cho nên đa phần đệ tử hoàng tự viện chỉ ở đoán thể kỳ đoán thể kỳ là quá trình rèn luyện cơ sở dài đằng đẵng của tất cả võ giả cho dù huấn luyện từ nhỏ cũng mất một khoảng thời gian cực kỳ lâu cái gọi là ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn củi chính là như thế không có chân chính rèn luyện thân thể thật tốt ai cũng không vội vã đột phá cho nên võ giả đỉnh phong Tống Thanh Phong nhìn chầm chầm vào Nạp lan Minh Tuyết, giơ ngón tay cái lên nói: Cảnh giới này thật là cao a. À. Ngươi là một người sắp đạt đến đại võ sư, tham gia khảo thí chỉ là một võ giả đỉnh phong. Ngươi có ý gì? Nạp lan Minh Tuyết có chút điệu thấp nói: Dọa người quá cũng không tốt, dù sao cũng đủ để lấy điểm cao. Mặt Tống Thanh Phong co lại nói vậy cũng có đạo lý. Đợi chút nữa ta lên cũng để thành một tên võ giả trung kỳ đi. Tống thiếu ngươi làm võ giả lục đoạn vậy thì chúng ta làm bốn, năm đoạn đi. Lâm Thiệu mở miệng nói. Ơ, ờ, tiểu bằng hữu hoàng tự viện, lại là các ngươi, Lưu Thế Kiệt đi theo sau một vỏ giả mặc trang phục màu đen, đeo một thanh hắc đao sau lưng, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Các ngươi biết nhau sao, tên vỏ giả áo đen cũng không nhìn về phía bên này. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Khi là vương côn của huyền tự viện Lăng Vân học phủ sao, đệ nhất nhân huyền tự Lăng Vân bản, người đi theo sau hắn là ai hai người đi kiểm tra võ khí rất nhanh liền có kết quả vương côn võ sư cảnh đỉnh phong lưu thế kiệt võ sư cảnh thất đoạn lúc này từ tử hình cũng đang do dự thanh thanh người nói chúng ta có nên bạo lộ thực lực ra không ắt à. thẩm thanh thanh cảm thụ thực lực của mình đại võ sư tam đoạn từ tử hình là đại võ sư ngũ đoạn mà các nàng đều là đệ tử của huyền tự viện đệ tử khác của huyền tự viện coi như đạt đến đại võ sư cũng chỉ là vừa mới đột phá nào giống như các nàng rõ ràng là đã đột phá một khoảng thời gian đừng dọa người từ tử hình nhìn thoáng qua vương côn vừa kiểm tra xong chúng ta cứ giống như hắn là được được rồi rất nhanh kết quả kiểm tra liền là từ tử hình huyền tự viện võ sư đỉnh phong thẩm thanh thanh huyền tự viện võ sư đỉnh phong a à. mấy người này từ đâu xuất hiện Lúc này, có rất nhiều đệ tử của thịnh kinh học phủ và hy di học đang vây quanh từ tử hình. Cái tên này hình như chưa từng nghe qua. Nghe thì có nghe, chẳng qua trước kia không xếp ở đầu lăng vân bản, đại khái là ở giữa. Thẩm thanh thanh. Cô nương này là người trên lăng vân bản sao? Làm sao có cảm giác là chưa từng thấy qua? Có cảm giác như là người qua đường, làm sao lại tiến vào lăng vân bản, không hợp lý người của lăng vân học phủ đến đây là những ai làm sao lại thêm ra hai người võ sư đỉnh phong lại còn đều là ở huyền tự viện đúng lúc này lại thêm một đệ tử lăng vân học phủ kiểm tra quách hùng võ tông cảnh trung kỳ toàn bộ sân kiểm tra như ông vỡ tổ lăng vân học phủ có người này sao làm sao trước kia chưa từng nghe qua từ đâu xuất hiện vậy quách giang nam không có thế gia nào họ quách thì phải người này không phải là võ giả bình dân. Trong đầu tất cả mọi người hiện lên một cái suy nghĩ đáng sợ. Hôm nay thịnh kinh học phủ xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nháo nhào như thế? Một nữ tử mặc trang phục màu đen đi vào đám người, nếu như Phương Khải ở đây thì sẽ nhận ra, đây chính là nữ tử ngồi trên đại ưng cánh bạc. Là tiêu sư muội sư tỷ nghe nói đã được lương hắc hổ tiền bối thu làm đệ tử mới huyền tự viện đã đi ra ngoài lịch luyện chật chật cái này đúng là khó lường lúc trước đã là võ sư đỉnh phong đi huyền tự viện tiêu lãnh vũ đại võ sư nhất đoạn t huyền tự viện đại võ sư hoàn toàn có thể tấn thăng địa tự viện một đám đệ tử thịnh kinh học phủ nhất thời không ngừng kích động không chỉ ngũ hoàng tử bên trong ứng thiên lâu mộ tiên sinh lắc đầu bật cười nói còn có tôn nữ của gia tộc hộ quốc công tiêu lãnh vũ, ước chứng mới huyền tự viện, tu vĩ đã đạt đến cảnh giới đại võ sư. Mà thiên tự viện, mộ đông lai cười nói tam đại học phủ, thiên tự viện đều được coi là vương bài trong vương bài, bồi dưỡng lâu nhất, thực lực cũng thâm hậu nhất. Ví dụ như ưng tông huyền của hy di học cung, tuổi không đến 30, cũng đã tiến vào võ tông lục đoạn, đây là tin tức truyền ra lúc trước, chỉ sợ bây giờ đã là võ tông hậu kỳ phương bắc ứng gia còn có quyển vân quyết hắn lại đang tu luyện võ kỹ ưng long thất thức dường như là người đồng lứa không ai địch nổi thịnh kinh học phủ cũng vậy mộ đông lai lắc đầu ngón tay nói để xem lăng vân học phủ ẩn giấu bao nhiêu bài ta nghe nói tần trưởng giáo dụ muốn đoạt giải nhất chỉ sợ là tương đối gian nan ngày mai thi võ phương lão bản có dự định đến xem một chút hay không mộ đông lai nói tin rằng lần quốc khảo này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc Phương Khải nhẹ gật đầu, sờ Ngọc đưa tin một cái, chợt phát hiện tin tức bên trong Ngọc đưa tin sắp bị xoát nổ. Phương lão bản. Làm sao không truyền bà nữa? Còn chưa nhìn nghiện nữa, lão bản. Ta muốn thấy kinh sư. Mau mở trực tiếp, Khương Tiểu Nguyệt. Tiếp tục truyền bá đi. Trò chơi không được chơi, mỗi ngày bản thiếu chỉ có thể xem ngươi trực tiếp, tiêu ngọc luật. Phương Tiểu Tử, rốt cuộc ngươi có truyền bá nữa không, Phương Khải co mặt lại, ta con mẹ nó là lão bản quán nét, cũng không phải người dẫn chương trình, mỗi ngày truyền bá cái gì mà truyền bá, đi chơi một lúc cũng không được an bình, thật sự là. Phương Khải Quang Ngọc đưa tin vào trong túi vậy hôm nay ta đi dạo trong thành trước, ngày mai đi xem quốc khảo. Chẳng qua, người nào cũng có thể đến xem sao, dĩ nhiên là không phải. Mộ Đông Lai nói, ngày mai ta sẽ đi cùng Phương Lão Bản. Bên trong quán nét, thế mà lão bản không để ý đến ta khương tiểu nguyệt hung hăng đập mạnh xuống quầy thế mà tiểu tử này không để ý tới ta an hổ uy cũng phiền muộn cũng không để ý tới ta tố thiên cơ đã phát hẳn mấy tin tiếp tục phát ta cũng không tin đúng lúc này bỗng nhiên ngọc đưa tin của khương tiểu nguyệt nhận được một tin tức ngày mai lão bản đi xem quốc khảo ngày mai sẽ truyền bá quốc khảo khương tiểu nguyệt tỏ vẻ chán ghét cái đấy thì có gì đẹp mà xem lão bản bảo ngày mai đi xem quốc khảo ngày mai truyền bá sau khi một hồng chúc nghe được tin này toàn thân liền chấn động thế mà ngày mai truyền bá quốc khảo loại việc trọng đại này đang lo không được xem huống chi những đệ tử bị chèn ép của lớp chúng ta cũng hy vọng được chứng kiến những đệ tử kia nở mày nở mặt ở quốc khảo diabo đã dần dần xâm nhập vào lòng người ở thời điểm này khu phố thiên phủ đường lớn cửu hoa có thể nói từng khu vực phồn vinh của Thanh Cửu Hoa, chỉ cần là nơi có quán rượu, liền có người thảo luận về Diablo. Coi như là một người hoàn toàn không yêu thích truyện ký, cũng không ít người bị dẫn theo, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì một cái mới lạ. Thế giới quan chưa từng thấy, thiết lập mới lạ, một quyển có lẽ chưa chắc đã có thể mang đến cho bọn hắn lợi ích thực tế, nhưng lại có thể khiến cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, hiểu biết thêm về những thứ mà trước kia chưa từng thấy. Trên thực tế, một vài tán tu cùng võ giả tự do, cũng vì vậy mà thích du lịch thế giới, không biết mới là lý do khiến người ta thăm dò. Mà khi bọn hắn biết câu chuyện trong sách, chính là lấy một cách nửa hư nửa thật tồn tại ở trong tiểu điếm nào đó. Diabo. Chính là tiểu điếm kia. Xuyệt. Đừng lộ ra. Cái gì mà kêu độc vật khiến người ta nghiện, theo ta thấy là quá đặc sắc, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, khó trách vội vã chèn ép tiểu điếm này như vậy ta thấy là sợ đồ của mình không tốt bằng bọn hắn ngoại trừ mấy người thẩm thương lăng vân học phủ lớn như vậy cũng còn có mấy người yêu thích diabo đồng thời cũng là đạo sư của lăng vân học phủ đi vào xem mấy tên nam tử đội mũ rộng vành dường như cũng không muốn cho người khác biết bọn hắn là đạo sư lăng vân học phủ nơi mà chèn ép cái câu lạc bộ internet khởi nguyên này nghiêm trọng nhất lăng vân học phủ lớp giáp hoàng tự viện lớp này là nơi bắt nguồn của người chơi ở lăng vân học phủ đồng thời cũng là lớp bị chèn ép tàn nhẫn nhất vốn toàn bộ lớp có thể tham gia quốc khảo thậm chí thực lực có thể đạt được thành tích ưu dị nhưng bây giờ có một nửa số người đều phải lưu lại nơi này thí dụ như tịch kỳ thực lực của hắn tuyệt đối không kém tống thanh phong bao nhiêu võ sư tam đoạn thực lực hoàn toàn có thể quét ngang hoàng tự viện của tam đại học phủ không cam lòng sao các bạn học, một hồng chút vẫn lên khóa dạy võ kỹ, có thực lực lại không thể phát huy, ta hiểu tâm tình của các ngươi, hai ngày nay ta đã đi chơi diabo. tất cả mọi người trợn tròn mắt, một đạo sư đi quán nét rồi, cho nên ngày mai phương lão bản sẽ phát trực tiếp quốc khảo ở kinh sư, có muốn đi xem không? một hồng chút nói, không chủ là tịch kỳ, tịch tiểu vân mà biểu lộ của tất cả đệ tử bị lưu lại lăng vân học phủ từ kinh ngạc cho đến chấn kinh rồi lại đến kinh hỷ a à, ta yêu một đạo sư tịch tiểu vân là người đầu tiên lao về phía trước ôm lấy một hồng chúc phương lão bản phát trực tiếp quốc khảo ngài nói thật sao đạo sư tịch kỳ vẫn còn có chút không thể tin được hắn đi kinh sư một hồng chúc nhẹ gật đầu một đạo sư đã tin tưởng chúng ta như vậy ta hy vọng các vị ngồi đây không ai được đem chuyện này nói ra, như vậy. Tịch Kỳ liếc về phía mọi người có muốn đi hay không? Có, dù sao đã như vậy rồi, còn gì mà phải sợ. Tất cả đều đi. Sợ thì mang mặt nạ. Rất lâu rồi không đi, đều nhịn con mẹ nó gần chết, không chỉ lớp Giáp, mà sau khi tin tức phát trực tiếp quốc khảo truyền đến các lớp khác ở Lăng Vân Học phủ, cũng có không ít người âm thầm hưởng ứng. Tất cả mọi chuyện đều âm thầm lên men làm nơi quốc khảo thi võ, là một tòa võ đạo trường cực lớn hình bầu dục, lúc Phương Khải đi vào phòng dành cho khán giả, thoáng nhìn xuống dưới một vòng, ước chừng rộng bằng mấy sân bóng cộng lại. Chẳng qua vị trí của Phương Khải. Ngay ở phía bắc của võ đạo trường, Phương Khải nhìn sang tay phải, là một mụi tử chân dài mặt cung trang màu đen theo hoa, nhìn thì thấy tỏ ra vô cùng cao quý và trang nhã, tiếp đó là một thanh niên anh tuấn uy vũ mặt mảnh bào theo viền vàng, đồng dạng cũng lộ ra hơi thở kiêu ngạo hơn người lại hướng sang hai bên là khách được mời đến xem từ các nơi vô luận là ngồi ở vị trí nào thì khí tức trên người cũng cực kỳ nội liễm mà cường đại thậm chí phương khải nhìn thấy vị ô vân lão đạo kia cũng ngồi cách đó không xa các đệ tử học phủ đến đây thì không luận thân phận cao thấp đều ngồi ở vị trí phù hợp còn mộ đông lai ngồi ngay bên trái của hắn nghĩ đến cái khu chỗ này chắc là khu đặc biệt cũng chính là người được tam đại học phủ đặc biệt mời tới xem mà cách đó một khoảng không xa chính là khu chủ trì chính là vị trí của người tổ chức lần quốc khảo này chỉ thấy có một lão giả khoác áo bào màu đen đang nhắm mắt dưỡng thần bên trái lão giả khoác áo bào màu đen cũng là mấy tên lão giả mặc dù không cảm thụ khí tức trên thân mấy người này phương khải vẫn có thể cảm nhận được tu vi của mấy người này cực kỳ cường đại mà ngồi ở trung tâm mấy tên lão giả là một người trung niên hình dáng nghiêm chỉnh uy vũ, mặc long bào màu đen, không cần đoán cũng biết thân phận là gì. Trong lúc rảnh rỗi, Phương Khải thuận tay mở phát trực tiếp. Bên trong quán nét. Lão bản mở phát trực tiếp rồi. Đây là đâu, đây là đang cử hành quốc khảo, không ít người nhìn màn hình lớn rồi bắt đầu hỏi. Lão bản, nhìn bên phải ngươi, bỗng nhiên an thành kinh hô một tiếng, lập tức phát mưa đạn. Bên phải Ngươi nói muội tử xinh đẹp bên phải ta. Làm sao, lẩm bẩm một mình trong chỗ đông người có vẻ không tiện, Phương Khải liền phát một câu mưa đạn. Xinh đẹp. Muội tử? Bộ xa ngẩn ngơ, vội vàng phát mưa đạn, không phải là lão bản không biết tất cả những người đang ngồi ở đấy đấy chứ, làm thế nào ngươi lại ngồi ở chỗ này? Vị này là trưởng công chúa. Mưa đạn bắt đầu phổ cập kiến thức. Lão bản không ngồi vị trí của người khác chứ? Âu Dương Thừa cũng thấy choáng bên phải người đó chính là nhị hoàng tử, Phương Khải. Vị muội tử xinh đẹp này là trưởng công chúa. soái ca bên phải là nhị hoàng tử, Phương Khải không kim lòng được mà liếc nhìn, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Nhiều dòng giỏi hoàng thân quốc thích như vậy, với tính cách của Phương Tiểu Tử, chỉ sợ không chịu nổi lễ tiết này, An Hổ Uy đứng phía sau, hướng về Lý Hạo Nhiên nhỏ giọng nói làm sao ngươi lại an bài chỗ đấy cho hắn, người của quan tinh tháp cùng vô vi đạo minh đều được miễn lễ lý hạo nhiên nói quan tinh tháp vậy cũng được an hổ uy giơ ngón tay cái lên vậy người bên cạnh kia là bây giờ còn có thể thấy một người nào của quan tinh tháp như thế an thành chủ mộ tiên sinh an hổ uy giật mình mà lúc này đây phương khải nhìn thấy dường như muội tử trưởng công chúa này phát giác được có người đang nhìn nàng sắc mặt lạnh như sương một đôi mắt phượng trừng tới Mặt Phương Khải co lại, Phát Mưa Đạn nói muội tử này là trưởng công chúa sao? Nhìn qua rất hung a, à, rất hung. Lão bản ngươi trâu, lần đầu tiên thấy người đánh giá về trưởng công chúa như thế, ta phục, trưởng công chúa điện hạ tinh thông mọi thứ binh thư quốc sách, văn võ toàn tài, hôm nay được lão bản đánh giá, ta. Phục, hơn nữa còn rất đoan trang, trang nhã, mỹ lệ, hào phóng, người nào đó dùng hết mỹ từ để đánh giá đánh giá như thế này rất kỳ quái sao phương khải nhìn bản mưa đạn trên hệ thống cầm ngọc đưa tin trong tay phát không phải bình thường nên bình luận là xinh đẹp như vậy nhất định là con trai sao xinh đẹp như vậy nhất định là con trai an hổ uy đang vừa ăn ha Đác vừa nhìn mưa đạn bỗng nhiên thì gỗ trong tay rơi lạch cạch xuống đất không chỉ an hổ uy mà tất cả những người chơi đang xem phát trực tiếp ta nhìn ngươi lập tức hóa đá luôn tại chỗ. Dường như vừa rồi mới gặp được thứ gì đó mở ra cánh cửa thế giới mới, câu vừa rồi là do lão bản phát, chắc là lão bản đánh giá phụ nữ không thua kém gì đấng mày râu đi. Mọi người vừa soạn lại não vừa bội phục trí thông minh mình cao. À. Các ngươi đều lý giải câu nói này như vậy sao? Vẻ mặt Phương Khải dài ra, hiểu như vậy chắc là cũng được. Đi. Trưởng công chúa vẫn không biết mình bị nói xấu mở miệng hỏi mộ tiên sinh xin hỏi vị tiên sinh này là vị này là phương lão bản dường như mộ đông lai cũng không thích ồn ào lúc này mới thuận miệng giới thiệu vài câu mở một tiểu điếm thần kỳ nghe được lời giới thiệu này mọi người chung quanh đều lờ mờ mở tiệm thì có cái gì mà thần kỳ mà đã thần kỳ thì cần gì mở tiệm hóa ra chính là một người mở tiệm sau khi vài tiếng vấn an qua đi Mọi người rất nhanh lại tiếp tục hướng về võ đạo trường, dường như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh. Ta phát hiện lão bản không được để ý đến, ha 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 ha. Phương lão bản ngươi cũng có một ngày này, lão bản, đây là thời điểm ngươi nên lộ ra vạn kiếm quyết, ủng hộ lão bản thể hiện ngự kiếm phi hành. Đến lúc đó lại nhìn biểu lộ của những người chung quanh, Phương Khải tối sầm mặt, ta con mẹ nó là đến xem quốc khảo được chứ. Một đạo sư. Chúng ta đi vào đi. Lúc này, bên ngoài quán nét có một nhóm người đi tới, hầu như ai cũng đeo mặt nạ, lại còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, phát hiện không có gì lạ thường mới mở miệng hỏi. Đạo sư dẫn đội đến quán nét, chuyện này mà đặt vào khi trước. Ai dám tưởng tượng? Quốc khảo đã bắt đầu rồi. Nhanh vậy. Một đạo sư, ngươi xem, trong màn hình là đệ tử của Lăng Vân Học Phủ, tịch Tiểu Vân chỉ vào màn hình lớn nói. Thật sao? ở đâu một đám người chui vào như ông vỡ tổ quy tắc lần quốc khảo này quy định cũng rất đơn giản hôm qua thi văn đậu mỗi một đệ tử đều có điểm tích lũy tam đại học phủ tương đương với ba trận doanh đệ tử ba bên có thể khiêu chiến với đệ tử trận doanh khác mỗi người được khiêu chiến ba lần tiếp chiến cũng đồng thời là ba lần bên thắng thu được tất cả điểm tích lũy kẻ bại thì điểm tích lũy về không đương nhiên khiêu chiến cũng có hạn chế khiêu chiến xuống đồng cấp viện thì chỉ có thể khiêu chiến với đối thủ trên lệch 10 điểm, hoặc là ba bậc xếp hạng trong đồng cấp viện, nói cách khác là không thể khiêu chiến với đối thủ quá yếu. Khiêu chiến lên, thì không hạn chế. Cuối cùng là căn cứ vào tổng điểm tích lũy, sắp xếp ra thứ hạng học phủ. Mà liên quan đến xếp hạng đệ tử, nếu điểm tích lũy về không, thì dựa theo độ cao thấp lúc bắt đầu mà sắp xếp. Vì công bằng công chính, Quy tắc thi võ hôm nay là do Hoàng đế Đại Tấn định ra, vừa rồi mới được công khai. Sau khi quy tắc được công bố, đệ tử bên trong tam đại học phủ bắt đầu nghị luận ầm ĩ chúng ta sẽ đánh như nào, lớp giáp hoàng tự viện lăng vân học phủ, bao gồm cả đạo sư Trần Trọng, bây giờ đều tập trung ở một chỗ. Nạp Lan Đồng Học, ngươi cảm thấy thế nào, Trần Trọng không có ý định chuyên quyền. Bên trong quy tắc này có dấu huyền cơ. Nạp Lan Minh Tuyết suy nghĩ một lúc, trả lời ba lần khiêu chiến ba lần tiếp chiến cũng có nghĩa là mỗi người đều có ba cơ hội đoạt điểm sau khi đoạt được chính là phòng thủ giữ vững điểm của mình mặc dù mới đầu nhìn là như vậy nhưng ba lần khiêu chiến điểm càng cao càng dễ khiến người khác chú ý mà lúc đấy đã liên chiến ba trận lại để cho cường địch để mắt tới rất dễ dàng thất bại đem điểm tích lũy đưa cho người ngoài chẳng những làm áo cưới cho người khác lại còn hết lần khiêu chiến không có bất kỳ cơ hội xoay người nào. Nói cách khác, lựa chọn tốt nhất là trước thủ, sau công. Trần Trọng mở miệng nói. Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu sau khi nhận ba lần khiêu chiến, lai đi đoạt điểm, coi như điểm tích lũy có cao, thì cũng không ai có thể khiêu chiến. Trần Trọng có chút ngẩn người, không nghĩ tới quy tắc vừa đưa ra, cô nàng này đã suy nghĩ nhiều như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi. Chỉ là vừa mới quyết định xong, bên kia liền mở miệng tuyên bố Lạc Vân, đứng đầu hoàng tự bản Hy Di học cung, khiêu chiến nạp lan binh tuyết của Lăng Vân học phủ, Lạc Vân Hy Di học cung. Trên khán đài truyền đến một trận sợ hãi thán phục nghe nói Lạc Vân của Hy Di học cung chính là nhi nữ của Lạc Tướng Quân, tướng lĩnh của Trấn Bắc Quân, năm 12 tuổi đã có thể một mình lên núi săn giả thú, không đến 17 tuổi đã đạt đến võ giả đỉnh phong, tuyệt đối là thiên tài, ở độ tuổi này đạt. Tới võ giả đỉnh phong, hay là 10 năm trước, mấy người Tống Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha 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 ha. Như này ngươi không thể nào điệu thấp nổi rồi, Nạp Lan tiểu thư, khả năng là do điểm tích lũy vẫn quá cao. Nạp Lan Minh Tuyết nhàn nhạt trả lời một tiếng, đi về phía võ đạo trường. Mời tiếp nhận kiểm tra, vì cam đoan tính công bằng, đệ tử tiến vào võ đạo trường sẽ có người chuyên tiến hành kiểm tra, pháp khí, binh khí nhất định phải lấy tu vi bản thân mình thôi động, không được mượn lực lượng của người khác. Pháp khí phòng ngự có thể mang theo một kiện chứa đựng lực lượng của người khác làm pháp khí tự vệ, nhưng một khi sử dụng sẽ lập tức bị phán thua. Nạp Lang Minh Tuyết một thanh đoạn đao bình thường, không có vật phẩm khác. Ty chức kiểm tra pháp khí chứa đồ là một nam một nữ, hai người nhìn thấy Nạp Lang Minh Tuyết tức thanh đoạn đao bên hông, rồi trực tiếp gửi lại pháp khí chứa đồ sau đó liền đi ra. Ván đầu tiên là Nạp Lang Minh Tuyết, lúc này đệ tử lăng vân học phủ đứng xem trong câu lạc bộ internet khởi nguyên bắt đầu kích động nhanh thế tịch kỳ gọi cho mình một hộp ha đát bắt đầu xem không chỉ bọn hắn mà còn có không ít đệ tử lăng vân học phủ vụng trộn đến đây cũng bắt đầu nhìn không chớp mắt vào màn hình lớn cô nương mặc trang phục màu xanh lam đối diện kia là ai vừa không nghe thấy sao lạc vân đứng đầu hoàng tự bản của hy di học cung chủ động khởi xướng khiêu chiến cô nương tịch kỳ ta bội phục dũng khí của ngươi, tịch kỳ tranh thủ thời gian phát một câu mưa đạn. Hoàng tỷ soái ca nhị hoàng tử nhìn trận ở dưới, mở miệng nói một người là thiên tài của Nạp Lan Gia, một người là thiên tài của Lạc Gia Phương Bắc, đều là võ giả đỉnh phong, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, nhìn từ tư lịch, Lạc Vân tiến vào học phủ sớm hơn một năm so với vị Nạp Lan muội muội này. Mà ta nghe nói Hy Di học cung bắt đầu áp dụng quân pháp vào chế độ bồi dưỡng đệ tử, hiệu quả vượt trội, mà Lăng Vân học phủ, phương pháp vẫn ôn hòa lắm. Ý của hoàng tỷ là vị lạc cô nương này sẽ thắng, trưởng công chúa khẽ sờ cầm. Mộ Đông Lai ngồi bên cạnh Phương Khải, cũng mở miệng hỏi một câu phương lão bản, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, ạc. À. Phương Khải sờ mũi, lúng túng nói vì mùi tử họ lạc này mặc niệm 3 giây. Ha ha! Vì cô nương này mặc niệm 3 giây. Lão bản nói ra tiếng lòng của ta, vì cô nương này mặc niệm 5 giây nghe nói là người ta chủ động khiêu chiến. Trong quán nét lập lức mưa đạn xoát kính màn hình. Hoàng tỷ, có người phản bác ngươi. Nhị hoàng tử mở miệng nói. Tất cả mọi người chung quanh lại lần nữa lựa chọn không để ý, chỉ có mộ đông lai nói xem ra vị nạp lan tiểu thử này sẽ thắng. Mộ tiên sinh cũng đồng ý với ý kiến của phương lão bản, trưởng công chúa có chút ngạc nhiên, đồng thời có chút không vui, rất rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều đồng ý với phân tích của nàng mà nàng phân tích cũng vô cùng đáng tin thế mà phương khải lại trái lại nói ra phải chịu trách nhiệm một lão giả khoác áo bào màu đen cũng nhìn lại phương khải mở miệng nói lão tiên sinh chẳng lẽ nhìn ta rất giống người nói chuyện không chịu trách nhiệm sao bên trên võ đạo trường nạp lan minh tuyết nhìn ánh mắt sắc bén của cô gái áo lam Mở miệng nói ngươi không cảm thấy khiêu chiến với đối thủ đồng cấp sớm như vậy là quá vọng động hay sao, ta chém yếu thú còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, tiểu thư. Ánh mắt Lạc Vân lạnh lẽo, rút trường đao từ bên hông ra, một luồng sát ý như thực chất bắt đầu lan ra cứ việc ra tay đi, xem ngươi có thể làm ta tiêu hao bao nhiêu. Rất rõ ràng, có thể đứng đầu bảng một viện, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Nhìn thiếu nữ khí khái anh hùng trên màn hình lớn, đệ tử lăng vân học phủ đang xem phát trực tiếp bắt đầu phát mưa đạn ta bỗng nhiên có chút đau lòng cho vị cô nương này dùng lời nói của lão bản mà nói xinh đẹp như vậy nhất định là con trai đau lòng cho vị cô nương này xinh đẹp như vậy nhất định là con trai phương khải nhìn mưa đạn tối sầm mặt lại các ngươi đừng có gây sự a à, muốn xuất đao cùng lúc đó đệ tử tam đại học viện thốt lên một trận mọi người nhìn thấy Lạc Vân từ từ đi đến khoảng cách hơn một trượng với nạp lan minh tuyết, đây là một khoảng cách công kích thích hợp cho võ giả cảnh giới này. Hai tay Lạc Vân cầm đao, chui đao ở vào trước khoảng cách giữa ngực và bụng nàng. Dường như tinh thần của Lạc Vân đều nhưng tụ vào thân đao, một luồng khí tức sát phạt điêu tàn cũng theo đó mà lan tràn ra. Nàng giống như là một chiếc cung kéo căng, tùy thời có thể phát động thế công vô cùng mãnh liệt. Hảo khí thế, một người tu sĩ sau lưng Phương Khải mở miệng khen một tiếng mặc dù cô nàng này còn trẻ, nhưng cuộc thi võ của Tam Đại học phủ cũng không phải là không đáng xem, tên đồ nhi kia của ta có một phần thiên phú này thì tốt, cô vân lão đạo ở bên kia cũng khiển trách đồ đệ mình, vừa gõ tráng vừa quát lớn nhìn người ta xem, rồi nhìn lại ngươi kìa, trở về dụng tâm tu luyện cho ta có biết không, đang khi nói chuyện, Lạc Vân từ từ bước tới, tiếng vung đao chói tai, bởi vì đao quang quá nhanh nên hoa thành một màn ngân sắc dài là hệ phong trảm của hi di học cung sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực một lão giả ngồi ở vị trí chủ tích khẽ vuốt cầm bắt đầu đã xuất ra võ kỹ không kiêu không vội không tệ dư phó phủ chủ cũng cảm thấy không tệ sao một tên lão giả khác sờ râu lộ ra chút đắc ý dù sao đây cũng là đệ tử học phủ của hắn còn chưa nói xong chỉ thấy một đạo thân ảnh nhoáng lên một cái một đầu quyền trắng như phấn mạnh mẽ nện vào bụng Lạc Vân, giơ tay hạ quyền, người ngã xuống đất. Phương Khải che mặt khiên đi, người kế tiếp. Trưởng công chúa che miệng. Nhị hoàng tử thiếu chút thì ngồi bật dậy. Mấy vị phó phủ chủ trên đài cao. Tất cả mọi người. Ha ha ha. Các ngươi nhìn biểu lộ của mấy vị bên cạnh lão bản kìa, thấy đần chưa, tuyệt đối là thấy mà choáng. Cái này gọi là thuật cách đấu, thưa trưởng công chúa Điện Hạ, trần đầu thắng lợi, khiến cho mấy tên đệ tử lớp giáp tinh thần đại chấn. Một hồng chút nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, cũng có chút cao hứng, chẳng qua. Vừa rồi nàng sử dụng không phải là võ kỹ, một hồng chút hơi nghi hoặc. Làm sao có thể, nhị hoàng từ nhìn trận đấu dưới võ đạo tràng mà khiếp sợ. Vừa rồi không phải là võ kỹ sao? Không dùng võ kỹ, tay không phá hề phong trảm mộ đông lai ngồi bên cạnh cũng lâm vào trầm tư vừa rồi vị tiểu cô nương này hình như là dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với sự phán đoán chuẩn xác tấn công về phía địch nhân khi họ vừa ra tay công kích là thuật cách đấu mộ đông lai cũng có chút kinh ngạc mặc dù hắn cũng cho rằng nạp lan minh tuyết sẽ thắng nhưng không nghĩ tới sẽ gọn gàng như thế phương lão bản thuật cách đấu có kỹ xảo này bản thân thuật cách đấu là được dùng như thế phương khải coi đó là chuyện đương nhiên giải thích nói lúc đầu nàng thoáng giả bộ thứ này phải có trí tuệ mới có thể học được mọi người ngồi xung quanh phương khải thuật cách đấu là cái gì có loại võ kỹ này sao càng lúc càng lờ mờ mà lúc này đây phần lớn người của tam đại học phủ vẫn đang còn trong trạng thái khiếp sợ làm sao có thể một chiêu hoàng phủ sư đệ thấy rõ rồi chứ một thanh niên mặc áo vàng đang nhắm mắt bên cạnh hắn chính là hoàng phủ tỉnh đứng đầu hoàng tự bản của thịnh kinh học phủ sư huynh yên tâm mặc dù dưới thực lực ngang nhau thì ta không phải là đối thủ của nàng nhưng dù sao ta còn ẩn giấu thực lực hoàng phủ tỉnh cười nhạt vậy thì tốt tên nam tử áo vàng kia nhẹ gật đầu chẳng qua không cần phải gấp để nàng tích lũy nhiều điểm rồi ngươi hãn ra tay hãy ra tay với người khác trước vâng sư huynh trên chỗ ngồi của lăng vân học phủ Tần Bình hừ một tiếng nặng nề cuối cùng cũng không khiến Lăng Vân học phủ ta mất mặt. Lúc này, Hy Di học cung cùng với thịnh kinh học phủ bắt đầu ván thứ hai. Giang Nhi, sau mấy trận nữa, ngươi đi lên, khiêu chiến vị trí thứ hai địa tự viện của thịnh kinh học phủ. Vừa rồi nạp Lan Minh Tuyết giải quyết nàng kia quá nhanh, không thể hiện ra được uy phong võ kỹ của Lăng Vân học phủ ta, ngươi hãy biểu hiện ra đi. Rõ, Tần Giang không người nói vậy ngũ hoàng tử kia. Bây giờ không phải lúc. Tần Bình bật cười nói, nếu như không ai khiêu chiến hắn, đến lúc đó ta cho hai người Ninh Hạo, Tiết Viễn khiêu chiến hắn, tiêu hao một ít khí lực của hắn, đến lúc đó ngươi lại lên. Tần Giang nhẹ gật đầu, quả nhiên sau mấy trận, hắn quyết đoán lựa chọn đối thủ là vị trí thứ hai của địa tự viện, rất rõ ràng, hắn đối với trận chiến này đã có dự tính từ trước. Mà khi đánh nhau, hắn cũng không phải công kích quá nhiều, hắn có chút đẹp mắt. Lăng Vân học phủ mấy năm gần đây, dường như cũng không tệ. Bên trên vị trí chủ tịch, một lão giả vuốt vuốt chòm râu nói. Đấy là do đệ tử ưu tú của bản phủ còn chưa xuất thủ, tên lão giả họ dư hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút bất mãn đối với biểu hiện của đệ tử học phủ mình. Lúc này, chỉ nghe thấy một âm thanh truyền khắp toàn bộ võ đạo trường thịnh kinh học phủ, tiêu lãnh vũ đứng đầu bản huyền tự viện, khiêu chiến vương côn đứng đầu bản huyền tự viện của lăng vân học phủ, cái gì tiêu lãnh vũ thịnh kinh học vũ bây giờ đã muốn khiêu chiến người đứng đầu bản lăng vân học vũ có thể nói chuyện này nằm ngoài dữ liệu của mọi người phải biết rằng cường cường quyết đấu tiêu hao rất lớn nếu bị phe thứ ba ngư ông đắc lợi không bù được mất, a à, đây không phải là muội tử hôm qua gặp trên đường sao phương khải đang nghe chuyện trên tivi audio cv nhìn võ đạo trường người đi lên trên đài là nữ tử áo đen phương khải nhận ra đây chính là nữ tử hôm qua ngồi trên đại ưng cánh bạc. Mụi tử qua đường này hình như rất lợi hại, mụi tử qua đường. Mấy người ngồi bên cạnh Phương Khải nổi gân xanh đầy tráng, đây là tôn nữ của hộ quốc công, một tay thương thuật đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, lăng vân học phủ, vương côn, thỉnh giáo, ta thừa nhận mấy trận trước lăng vân học phủ đánh không tệ. Thiếu nữ áo đen dơ ngân thương trong tay lên. Nhưng dừng ở đây thôi, sau khi dơ thương lên, kinh khí kích động, một điểm hàng mang trên mũi thương bạo phát cực chói mắt thiếu nữ đâm trường thương trong tay ra mang theo một cổ kình khí cực kỳ cường đại nộ khai sơn vương cung ý thức được nguy hiểm hai tay cầm đao đồng thời cũng sử dụng võ kỹ mạnh nhất của mình chẳng mấy chốc hai cổ kình khí va chạm vào nhau quanh chỉ thấy một thân ảnh bay ngược ra bụi đất tung bay một điểm hàng mang tới trước sau đó xuất thương như rồng phương khải có chút tặc lưỡi dường như muội tử qua đường này rất lợi hại. muội từ qua đường, con mẹ nó thần. người xem trong quán nét bất lực nhỏ nước bọt. hình như cô nương này rất lợi hại, ủng hộ muội tử qua đường. chỉ cần không khiêu chiến người chơi trong quán nét, thì ngươi vẫn còn tốt. mạnh thật. chỉ một chiêu đã đánh bại người đứng đầu bảng của lăng vân học phủ, chung quanh võ đạo trường đệ tử các đại học phủ bắt đầu sợ hãi thang. trận tiếp theo để ta lên đi. Đúng lúc này, trong đám đệ tử của thịnh kinh học phủ, một thanh niên áo vàng đi tới. Trận tiếp theo, cơ dương, khiêu chiến tần gian của địa tự viện Lăng Vân học phủ, cái gì, trước đó tiêu lãnh vũ khiêu chiến vương côn còn đỡ, thế mà bây giờ, ngay cả ngũ hoàng tử cũng tự tin như vậy. Vừa lên đã chọn người mạnh nhất địa tự viện của Lăng Vân học phủ. Tần Giang đứng sau Tần Bình, sắc mặt tái xanh đây là xem thường ta sao, 5 phút sau nhìn cơ dương dưới sự tấn công toàn lực của mình không tổn thương một sợi tóc, một màn vỏ khí màu vàng kim bao bọc toàn thân, giống như một lạch trời không công phá được, tất cả hy vọng của hắn đều tan nát, cơ dương đối chiến tần gian. Cơ dương thắng, trận tiếp theo. Ứng Tông Huyền đứng đầu bản thiên tự viện hy di học cung khiêu chiến vương chi thủy, ứng Tông Huyền, thắng, cái gì, không nghĩ tới hai đại học phủ ra bài không theo lẽ thường, quan trọng nhất là, mỗi một trận đều chiến thắng đối thủ một cách nhẹ nhàng dường như là không tiêu hao quá lớn việc này khiến cho ý định tiêu hao chiến của lăng vân học phủ tan thành bọc nước sau một vòng lại một vòng không nghĩ tới lăng vân học phủ bắt đầu bại lui điểm tích lũy của toàn bộ người đứng đầu bàn đều về không tình thể chuyển biến đầy bất ngờ phòng khán giả mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử của lăng vân học phủ quá ôn hòa cũng quá cứng nhắc thua là đương nhiên. Đứng đầu bảng đã mất, tiếp đó là thanh lý tôn tép phía sau. Trên đài cao, một lão giả tái xanh mặt. Hứa phó phủ chủ, đa tạ. Hai người khác thì lộ vẻ tự mãn. Không nghĩ tới ba người đứng đầu bảng của Lăng Vân học phủ đều bị quét sạch, người tài còn sót lại duy nhất, chỉ là nạp Lan Minh Tuyết đứng đầu bảng hoàng tự viện. Tình thế vốn tốt đẹp như thế, lại đột ngột chuyển biến, sắc mặt Tần Bình lúc này tái xanh âm trầm đến đáng sợ dê yeah, dê yeah, nhiều bạn thắc mắc về câu xinh đẹp như vậy nhất định là con trai xin được giải thích thế này trích lời của một độc giả nếu các bác xem cốt play thì có mấy thanh niên hóa trang thành nữ còn xinh hơn cả con gái khiến người xem không phân biệt nổi mà người xem lại thường là các thanh niên otaku hay trạch nam của trung quốc nên các anh ấy mới hoài nghi cả thế giới từ đó mới có suy nghĩ như thế nguyên bản hắn cố gắng thúc đẩy lần quốc khảo này chính là để lăng vân học phủ nâng lên uy phong không nghĩ tời còn chưa bắt đầu dương oai điểm tích lũy của mấy tên đệ tử do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tất cả đã về không thế thì còn đánh kiểu gì chẳng lẽ lại dựa vào những đệ tử bình thường phía sau làm sao có thể rõ ràng cơ dương kia còn ẩn giấu thực lực tiêu lãnh vũ cũng không dùng toàn lực mà ngay cả hy di học cung cũng đánh bại vương chi thủy làm sao có thể không có gì đáng xem nữa rồi trưởng công chúa ngồi bên tay phải phương khải lắc đầu xem ra kết quả đã được định thịnh kinh học phủ thứ nhất mặc dù hy di học cung không đánh bại được cơ dương tiêu lãnh vũ còn có lệ huyết y đứng đầu bản thiên tự viện chưa xuất thủ nhưng có thể kiếm thêm điểm tích lũy ở lăng vân học phủ là có thể lấy vị trí thứ hai vốn lão phu còn tưởng rằng đây là lần quốc khảo của tam đại học phủ những người trẻ tuổi này cũng có chút đáng xem lão giả ngồi cạnh mộ đông lai lắc đầu nói không nghĩ tới nhanh vậy đã có định cục mấy người bên cạnh nghị luận phương khải mở phát trực tiếp vì thế cũng truyền vào tai người xem trong quán nét lão gia tử đó là vì những kẻ vô danh ở trong quán nét này còn chưa xuất thủ ha 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 các ngươi đều quá ngây thơ rồi ta nói bây giờ thu tay lại còn kịp trở thành kết cục đã định phương khải nhìn mấy người bên cạnh chẳng lẽ không phải trưởng công chúa khẽ nhíu mày càng thêm không vui mặc dù phương khải vừa nói trúng một ván nhưng nhìn hiện tại tổng thực lực của lăng vân học phủ ra sao coi như thực lực của nạp lan minh tuyết không tệ chẳng lẽ chỉ bằng một cái hoàng tự viện lại có thể lật trời sao cứ theo đà này chỉ bằng một cái hoàng tự viện có thể chống đỡ được sao bên trên vị trí chủ tịch tên lão giả họ hứa vẫy tay một cái lão phu còn có việc nên rời đi trước hứa huynh hắn còn chưa kịp rời đi liền thấy một lão giả ngăn lại hôm nay liên thi của tam phủ thịnh Thế như thế, hứa huynh rời tiệc sớm, việc này sợ rằng không tốt đâu, huống chi bệ hạ vẫn còn ở đây, chút mặt mũi này chẳng lẽ hứa huynh lại không cho. Một tên lão giả khác cũng ngăn lại nói hứa huynh, đi vội như vậy làm gì, không chừng chút nữa lại có cơ hội chuyển biến thì sao, cứ xem đã. Bình tĩnh, đừng vội. Cương mặt già nua của lão giả họ hứa trở lên đen bóng. Đúng lúc này, bên trận doanh của Lăng Vân học phủ, tống thanh phong thấp giọng nói không sai biệt lắm chờ thêm chút nữa chỉ sợ hứa phó phủ chủ đã rời sân chúng ta được không bù mất nhìn bây giờ lấy thực lực của hai đại viện ta thủ ba trận cũng không thành vấn đề nạp lan minh tuyết nhẹ gật đầu vậy ngươi đi đi chỉ nghe trên võ đạo trường lại một lần nữa vang lên tiếng tuyên bố tống thanh phong vị trí thứ sáu hoàng tự bản của lăng vân học khiêu chiến hoàng phủ tỉnh đứng đầu hoàng tự bản của thịnh kinh học phủ cái gì Đạo âm thanh này vừa vang lên, toàn trường lập tức xôn xao, đứng hạng 6 lại muốn khiêu chiến đứng đầu bảng của Thịnh Kinh Học phủ. Sao vậy? Đệ tử của Lăng Vân Học phủ đã cuồng vọng tự đại đến mức đánh mất lý trí rồi sao? Chỉ thấy một võ giả mặc áo tím, thân hình cao lên đang từ từ đi tới. Hoàng phủ tỉnh rất khó hiểu, vì sao lại có loại người như này sẽ khiêu chiến mình? Vượt qua năm bậc xếp hạng, mà nghe nói gia hỏa này còn chỉ là võ giả trung giai xem thường ta sao có thể nói là hoàng phủ tỉnh vô cùng khó chịu như vậy phải cảm tạ ngươi đã đưa điểm cho ta rồi hoàng phủ tỉnh cười nhạo một tiếng tống thanh phong không phải là thanh tức thanh linh tích phân tức phân chứ dê dê thanh linh bằng về không tích phân bằng điểm tích lũy ý là chơi chữ điểm tích lũy của người họ tống về không hắn vừa dứt lời nhất thời toàn trường cười vang tống thanh phân ha 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 ta sẽ lấy phần của ngươi sau đó cố gắng một chút trở thành người đứng đầu hoàng tự viện năm nay, hoàng phủ tỉnh cười nói. Ngươi nói có được không? Hạng sáu đáng thương, Phương Khải nhún vai, đối với tất cả ánh mắt hoài nghi của những người đang xem chung quanh nói tiền phương cao năng. Dê, yeah, dê, yeah, đây là một cụm từ của mạng xã hội Trung Quốc, cùng nhau tìm hiểu về vấn đề số mệnh. Tiền phương Cao năng, không chỉ trưởng cống chúa, nhị hoàng tử, còn có cả lão giả áo bào đen ngồi bên cạnh cùng với mấy tên võ giả sau lưng Phương Khải đều nhìn nhau. Lão Tống, cố lên, trong quán nét, mấy người tịch kỳ nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này, toàn bộ đệ tử lớp giáp đều đứng trước màn hình lớn, một mực kìm nén, có thể nói, bọn hắn chờ thời khắc này đã rất lâu, cố lên, một hồng chút nhìn những đệ tử này, bọn hắn vốn là những đệ tử ưu tú nhất, mặc dù bây giờ chỉ còn một nửa tham gia quốc khảo, nhưng hãy để bọn hắn mang theo kiêu ngạo của một nửa đám học sinh còn lại tại nơi mà vạn chúng chú mục kia tạo ra quan mang chói mắt nhất nàng cắn chặt môi bởi vì hơi dùng sức mà chảy ra một chút máu tươi đạo sư có thể làm cho các ngươi không nhiều chỉ có thể nói lời chúc phúc chân thành nhất thật sao tống thanh phong tháo bảo kiếm xuống cắm xuống ngay ở trên mặt đất cạnh chân phải hắn muốn làm gì tất cả mọi người nhìn nhau chỉ thấy tống thanh phong giơ hai ngón tay lên nói có thể đỡ một kiếm này của ta coi như ta thua cái gì giờ phút này tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn võ đạo trường hứa huynh làm sao học phủ của các ngươi lại có tiểu tử không biết trời cao đất rộng như thế bên trên vị trí chủ tịch hai lão giả có chút không vui nói ta không giống ngươi ánh mắt tống thanh phong càng thêm lăng lệ là ta mang theo tín niệm không thể thất bại tới tham gia lần quốc khảo này tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết ngự hồ nháo bỗng nhiên tần bình đứng bật dậy nhưng đã không kịp kiếm mấy trăm ánh mắt của tất cả mọi người nhìn thấy bảo kiếm bên cạnh tống thanh phong đang tự động xuất ra từ trong vỏ kiếm khí kình kích động tản ra bốn phía làm cho quần áo của hắn không gió mà bay làm sao có thể kiếm tự chui ra khỏi võ lúc này không chỉ trưởng công chúa bên cạnh phương khải cùng với tất cả tu sĩ võ giả tại khu đặc biệt mà ngay cả ba tên phó phủ chủ trên ghế chủ tịch cũng đứng lên từ chỗ ngồi đây là tiêu lãnh vũ nắm chặt trường thương trong tay trên mặt lộ đầy vẻ chấn kinh thuật mặc dù không biết tiểu tử ngươi đang dở trò khỉ gì sắc mặt hoàng phủ tỉnh âm trầm đôi mắt lộ ra hung quang. nhưng lấy năng lực của ngươi muốn thắng ta nằm mơ đi, Hoàng Phủ Tĩnh lập tức rút kiếm, bay thẳng về phía trước võ kỹ, Tam Hoàng Nguyệt, lúc này, khoảng cách của song phương chỉ còn ba trượng, kiếm của hắn tuy nhanh, nhưng có kiếm còn nhanh hơn hắn, kiếm chỉ của Tống Thanh Phong chỉ về phía trước, chui bảo kiếm ở bên cạnh, giống như có người sử dụng, hóa thành một dải sáng màu bạc, lúc này, Tam Hoàng Nguyệt của Hoàng Phủ tính mới đánh ra một vòng, khoảng cách với Tống Thanh Phong còn khoảng hai. Trượng, sư, chỉ thấy một đạo kiếm mang xẹt qua, thân hình của hoàng phủ tỉnh dừng lại đứng im một tia máu chảy xuống từ cánh tay hắn ngay sau đó trường kiếm trong tay rơi xuống đất chỉ thấy trên bờ vai hắn bất ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng trong suốt toàn trường yên tĩnh không chỉ thịnh kinh học phủ thậm chí là hy di học cung cùng với tất cả tu sĩ võ giả ngồi ở khu đặc biệt thấy cảnh này đều không nói nên lời nhìn biểu lộ như hóa đá của tất cả mọi người xung quanh phương khải nhún vai mở miệng nói kinh bất kinh hỉ. Ý bất ý ngoại, dê, dê, ý nói là thấy kinh hỉ hay là không, đã biết trước hay ngoài ý muốn. Ha ha ha. Kinh bất kinh hỉ. Ý bất ý ngoại, lão Tống. Đợt này thật trâu bò, trước kia đều 666 cho lão bản, lần này cho ngươi, dê, dê, mình không nhớ đã giải thích cái 666 này chưa, những nghĩa của nó là đỉnh, đỉnh, đỉnh nhé đám đệ tử lăng vân học phủ trong quán nét điên cuồng xoát mưa đạn kính màn hình. An Hổ Uy vừa liên tục ăn ha đác vừa lên tiếng nói có đôi nhìn những người này giật mình hoảng sợ rất là thú vị. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt râu ngự kiếm thuật của tiểu tử này cũng tạm được. Khương Tiểu Nguyệt Lệ rơi đầy mặt vì sao người ta đều học được rồi. Tiêu Ngọc Luật cũng rơi lệ đầy mặt lão bản, ta cũng muốn học. Cho một cơ hội đi, vốn Đổng Thanh Ly còn cảm thấy không hứng thú lắm, nhưng khi thấy cảnh này, không hỏi kinh hô một tiếng mới vậy mà đã có người học xong rồi, Phương Khải thì còn đỡ, thấy người chơi đã học được, lập tức nội tâm của Đổng Thanh Ly mất cân bằng. Bởi vì khi người khác đang luyện ngự kiếm thuật thì chúng ta vẫn còn đang chèn ép tiểu điếm này. Trương Nguyễn Ngọc khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nói: "Một chiêu." Thế mà đúng là một chiêu, ngay cả võ kỹ Hoàng phủ Tỉnh cũng không thi triển ra được, bị một kiếm trực tiếp xuyên bả vai trường kiếm tuột khỏi tay nhưng một chiêu này tới như thế nào làm sao kiếm có thể tự bay ra ngoài vậy mà có kiếm thuật thần kỳ như thế rốt cuộc là tu sĩ hay võ giả tất cả nghi vấn đều xuất hiện trong đầu phần lớn người ở đây chỉ một số ít người là nhìn ra chút manh mối hứa lão nhi bên trên vị trí chủ tịch tên lão giả họ dư cả giận nói ngươi không dùng tu sĩ xen lẫn vào đám đệ tử để tham gia quốc khảo đó chứ bỗng nhiên Tống Thanh Phong thấy trước mặt, không ngờ hứa phó phủ chủ hạ xuống trước mặt hắn. Tiểu tử, đưa tay ra, dùng tu sĩ lẫn vào trong võ giả, loại oan ức này hắn không chịu nổi, dù sao thì ở giai đoạn đầu, tu sĩ đối chiến với võ giả cùng cảnh giới là có ưu thế áp đảo, nhưng rõ ràng vừa rồi, hắn cảm giác được, khi thiếu niên này sử dụng ngự kiếm thuật kia chỉ có khí tức của võ khí, để cho an toàn, hắn lại dò xét một lần nữa. Lúc này mới cười ha ha, nói như lão nhi gian lão quỷ rõ ràng trên thân tiểu tử này chỉ có võ khí linh lực ở đâu ra không tin tự mình đến thử chỉ có võ khí không có linh lực hai tên lão giả liền tung người một cái xuất hiện ngay trước mặt tống thanh phong sau khi kiểm tra quả nhiên phát hiện chỉ có võ khí không có linh lực nếu như không có vấn đề mời lên lại đây đi quốc khảo tiếp tục tiến hành đúng lúc này hoàng đế lên tiếng Dư phó phủ chủ cùng giang phó phủ chủ thấy kiếm tra không vấn đề gì, chỉ có thể đen mặt, lui về chỗ cũ. Hứa phó phủ chủ nhìn thấy lăng vân học phủ của mình xuất hiện tình trạng có cơ hội chuyển biến, không khỏi cười ha ha, hai vị phó phủ chủ nói đúng, còn muốn cảm tạ hai vị nhắc nhở, không nghĩ tới thế mà đúng là phát sinh cơ hội chuyển biến. Trong nháy mắt, sắc mặt hai tên phó phủ chủ đen như than, đạo kiếm thuật vừa rồi. Giờ phút này, hoàng đế đang ngồi trên đài cao, Nhíu chặt lông mày, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra một chút đầu mối dường như là thông quá vỏ khí ly thể để hoạt động. Cũng không biết là do ai sáng tạo, đúng là rất kỳ lạ. Trên thực tế, vừa rồi Tống Thanh Phong chỉ là ngự kiếm đâm ra, còn chưa thể triển khai hoàn toàn sự huyền diệu của ngự kiếm thuật, vì thế mới khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ chứ còn chưa đủ để chấn kinh. Không phải là Tống gia mới sáng tạo ra võ kỹ mới chứ? Cũng được chờ đến khi thi võ kết thúc, hỏi lại xem. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng bây giờ lại nếu lấy một đệ tử không ngừng hỏi thăm trước mặt bao nhiêu người, tất nhiên là không ra thể thống gì. Tất cả chờ quốc khảo kết thúc, gặp mặt rồi sẽ hiểu, lúc này, trưởng công chúa ngồi cạnh phương khải cùng với nhị hoàng tử, còn có lão giả ngồi bên cạnh mộ đông lai, đều bắt đầu minh bạch, câu nói, tiền phương cao năng, nghĩa là gì, đây con mẹ nó cũng đủ cao năng A, à, thứ sáu lăng vân bản thế mà leo lên đánh đầu bảng của thịnh kinh học phủ, hơn nữa còn dùng đến loại kiếm thuật kỳ lạ này, lúc trước còn hoài nghi là tu sĩ, kết quả là một tia linh lực cũng không có, phương. Lão bản, nhị hoàng tử không kìm được mà cảm thấy ngờ vực, làm sao tiểu tử này giống như là biết trước toàn bộ vậy, trưởng công chúa nhìn Phương Khải đầy nghi ngờ chẳng lẽ lại. Có quan hệ với hắn, không chỉ hai người họ, những người chung quanh khác, hoặc nhiều hoặc ít nhìn Phương Khải mà lâm vào trầm tư mà lúc này đây thịnh kinh học phủ tại sao lại là ngự kiếm thuật tiêu lãnh vũ cầm thương ngồi trên vị trí của mình đầy khó hiểu hôm qua bên ngoài kinh sư tràn cảnh tên thiếu niên kia dùng ngự kiếm thuật khiến cho bọn hắn ngay cả khói cũng không ngửi được vẫn còn đang rõ mồn một bây giờ nàng lại gặp ngự kiếm thuật lần thứ hai gấp cái gì chỉ thấy một thanh niên mặc áo vàng đi lên phía trước cũng chỉ là một điểm sáng của hoàng tự viện mà thôi tam viện khác thì căn bản là không đáng nhắc tới chúng ta chỉ cần cầm xuống điểm tích lũy của tam viện, thì chỉ một cái hoàng tự viện nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, cơ sư huynh nói đúng, lăng vân học phủ. Những đệ tử mà Tần Bình mang theo, lúc này đã chuyển từ chấn kinh thành kinh hải, một đệ tử mới tiến vào học phủ không được bao lâu, lúc trước còn là một gia hỏa được đánh giá loại kém, thế mà một kiếm đánh bại hoàng phủ tỉnh. Chúng ta còn cơ hội khiêu chiến, đợi chút nữa sẽ đem điểm tích lũy lấy trở về, sắc mặt Tần Giang âm trầm, mặc dù là cơ dương rất mạnh nhưng dù sao hắn cũng không thể lặp lại khiêu chiến tần giang cũng không thể trở thành một cái máy xoát điểm lại qua một khoảng thời gian mấy người như cơ dương tần giang hoàng phủ tỉnh cuối cùng cũng dùng hết cơ hội khiêu chiến tiến vào giai đoạn phòng thủ tiếp tục như này xem ra lăng vân học phủ vẫn là không có gì bất ngờ trưởng công chúa ngồi bên cạnh lắc đầu khi di học cung thịnh kinh học phủ đều tăng trưởng vững vàng mặc dù Lăng Vân học phủ cũng tăng trưởng, nhưng với thực lực bày ra, căn bản là không đuổi kịp. Dưới tình huống bình thường, đúng là như vậy. Phương Khải cười nói nhưng là ai biết nhưng người có điểm cao kia có phải là một con heo hay không, chờ vỏ béo, trực tiếp một đao làm thịt, quá sung sướng. Con heo, trưởng công chúa ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, liền cười nhạo một tiếng thịnh kinh học phủ có tiêu lãnh vũ, cơ dương, đều vượt qua bản viện một cái cấp bậc lấy cái gì ra mà làm thịt, chẳng qua nàng còn chưa dứt lời, liền nghe được một âm thanh truyền đến. Lăng Vân học phủ, nạp Lan Minh Tuyết đứng đầu hoàng tự bản, khiêu chiến tiêu lãnh vũ, đứng đầu huyền tự bản của thịnh kinh học phủ, trưởng công chúa con mặt lại cái gì? Phương Khải che trán vì mùi tử qua đường mặt niệm ba giây. Vì sao ngươi lại mập như thế chứ? Lúc này ở bên trong quán nét, lập tức sôi trào, ha 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 ha. Mùi tử qua đường ngươi quá mập không làm thịt thì thật có lỗi với ngươi, 66666, khiêu chiến đứng đầu bản vượt cấp viện. Bá khí, trầu bò. Quán nét này trừ lão bản ra, đây là người trâu thứ hai, Phương Khải đây là một đợt điên cuồng đánh côn, dê, dê, đánh côn nghĩa là chỉ sự cổ vũ nhiệt tình, một tính nặng ở trên Weibo. Trưởng công chúa. Tất cả mọi người ở quốc khảo. Lại tiếp tục choáng váng. Dê, yeah, dê, yeah, làm mấy thể loại chuyện này, nó nửa hiện đại nửa cổ trang, sử dụng ngôn ngữ mạng tùng lung, nhức ốc thật. Sau yên tĩnh thì đó chính là một mảnh xôn xao, khiêu chiến đầu bằng vượt cấp viện. Ai to gan vậy, điên rồi sao? Toàn bộ võ đạo trường bắt đầu sôi trào, hứa phó phủ chủ, không nghĩ tới bên trong học phủ các ngươi, còn có tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng như thế. Trên đài cao, dư phó phủ chủ nhàn nhàn cười nói. Kiêu chiến vượt một cấp viện, ánh mắt trưởng công chúa bên cạnh Phương Khải chớp động, mang theo một vẻ kinh miệt có phải là làm người đứng đầu bảng, mà ngay cả họ gì tên gì cũng quên mất rồi. Bên trên võ đạo trường, đệ tử hai bên bắt đầu ra sân, nạp lan minh tuyết mặc một bộ áo trắng, bên hông vẫn đeo một thanh trường đao. Phương Khải dựa lưng vào ghế ngồi, có chút lười biếng, ánh mắt rời vào trong trận đấu mặc dù người này đôi lúc rất đáng ghét, mặt đơ còn xấu bụng, nhưng thiên phú đúng là không thể chê. Phương Lão Bản đây cũng không phải là vấn đề về thiên phú lần này ngay cả thanh niên để ria mép mộ đông lai ở bên cạnh cũng không tin trẻ tuổi khí thịnh là tốt nhưng coi trời bằng vung thì không thể chấp nhận được lão giả áo đen ngồi bên cạnh mộ đông lai lắc đầu nha đầu nạp lan gia này lão phu cũng nghe nói qua coi như là tuyệt định thiên tài có thiên phú tốt nhất trong vòng mấy trăm năm qua qua một đoạn thời gian nha đầu này tất thành đại khí nhưng bây giờ còn hơi sớm, Phương Khải không biết nói gì ta nói các ngươi, không thể tin ta một lần sao, nhất thời lão gia tử kia dựng râu trừng mắt, không phải lão phu không tin ngươi, mà là ngươi nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Phương Khải, hừ lạnh nói việc này có thể tin được sao? Lúc này, bên trong quán nét sung sướng phát mưa đạn, lão gia tử, ngươi tiếp tục thổi, ta nhìn ngươi thổi ra cái hoa gì, lão bản, ta thật không thổi, các ngươi tin ta. Tin ta đi. Phương Khải nhìn mưa đạn mà tối sầm mặt, bỗng nhiên hắn có cảm xúc muốn đóng mưa đạn lại. Con mẹ nó, nói hết lời lại không tin, được rồi, không nói. Ha ha ha. Lão Phu rất thích xem trường hợp như vậy. Thịnh sự này giá trị, phải mua một hộp ha gen an ủi, nạp lan hồng vũ nhìn thấy tràn diện như vậy, nhớ tới hôm nay còn chưa ăn ha gan Đác, tranh thủ thời gian mua hai hộp. Tiểu Nguyệt à, cầm cho lão phu một hộp ha gen cầm cho phúc gia gia ngươi một hộp sau đó hắn ngồi dưới ghế dài bắt đầu ăn không phải tiêu lãnh vũ của thịnh kinh học phủ vừa mới đem người đứng đầu huyền tự bản của hy di học phủ đánh bại sao lại là một thương cao hơn người khác một cái cảnh giới căn bản là không có sức đánh trả đáng tiếc lại có người bị mù vượt hai cảnh giới đến khiêu chiến trong lịch sử cũng chưa từng có a à. trên kháng đài bắt đầy nghị luận ầm ĩ tiêu lãnh vũ mặc một bộ trang phục màu đen tay cầm ngân thương mũi thương chỉ chéo xuống đất bên trong võ đạo trường một đen một trắng đứng đối mặt nhau sắc mặt tiêu lãnh vũ lạnh lẽo rõ ràng là đang phẫn nộ vì việc đối phương vượt cấp khiêu chiến mình cổ tay rung lên giơ mũi thương lên chỉ về đằng trước mũi thương lấp lánh hàng quang nếu ngươi đã muốn đưa điểm tích lũy thì ta sẽ cố mà nhận lấy nạp lan minh tuyết há to miệng dường như muốn nói chuyện nhưng cuối cũng không nói thành câu ta quên đi cái gì mà quên đi sắc mặt tiêu lãnh vũ tối sầm nàng thu ngân thương trong tay về trọng tâm lui về phía sau mũi thương hướng xuống toàn bộ thân hình tư thế như một chiếc kình nỏ đã kéo căng dây ngay sau đó mũi thương hướng lên hội tụ vô số vỏ khí thậm chí khiến cho không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo coi như ta cao hơn hai đại cảnh giới cũng đừng hy vọng ta sẽ hạ thụ lưu tình đây là không ít người không kìm được mà hít một hơi thật sâu nhất khí quán trường hồng Tuyệt học của Hổ Quốc Công Năm đó Hổ Quốc Công dùng chiêu võ kỹ này một thương đâm xuyên ba tên võ vương, không nghĩ tới mới tuổi này, đã học được võ kỹ này. Nhà đầu kia sẽ không bị một thương đâm thủng chứ? Nhị Hoàng tử thấp giọng nói Qua một lúc lâu, đều không thấy ai trả lời, nhị Hoàng tử nhìn về phía Phương Khải, Phương Lão Bản, sao ngươi không nói chuyện, nhìn sững sờ sao, mặt Phương Khải co lại lời ta nói các ngươi đều không tin, còn cái gì để mà nói? chẳng lẽ phương lão bản lại vẫn kiên trì cách nhìn của mình. Trưởng công chúa dương cái cổ trắng ngần của mình lên, nhìn võ đạo trường đầy coi thường. Mới được vài giây, vẻ coi thường liền hóa thành chấn kinh, chờ một chút. Các ngươi nhìn bên kia, khí tức này. Võ sư ngữ đoạn. Lục đoạn. Thất đoạn. Còn tăng lên. Võ sư cửu đoạn. Tất cả mọi người đều vô thức đứng lên, nhìn võ đạo trường đây ngơ ngác, theo tu vi nạp lan minh tuyết tăng lên, thì nhiệt độ quanh nàng càng ngày càng thấp, trên mặt đất, chậm rãi bao trùm một tầng sương lạnh, làm sao có thể. Trường đao bên hông nạp lan minh tuyết ra khỏi vỏ, đao quang nhanh như điện được chém A, làm sao có thể. Khoảng cách này. Xuất đao từ 10 trường. Khoảng cách nạp lan minh tuyết ngoài 10 trường, tiêu lãnh vũ còn chưa đánh ra võ kỹ, đã thấy một đạo ngân quang trảm tới đầy hung ác, nguy hiểm, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một đạo lưỡi đao sắc bén kia như một đạo kinh lôi phá vỡ khí kình xung quanh tiêu lãnh vũ mười trượng lấy tốc độ này thương nàng còn chưa kịp đâm ra đã bị lưỡi đao này chém giết nhiều lần quanh trong nháy mắt mũi thương đổi hướng kình khí giao phong chỉ nghe một tiếng đổ vang tiêu lãnh vũ lùi lại nửa bước mà trường đao kia bị đụng bay ra ngoài ngay sau đó bổ vào mặt tường trên khán đài nhất thời mặt tường trắng loãng bị sụp một mảng lớn khóe miệng Phương Khải nhếch lên muốn thi triển võ kỹ uy lực lớn. Không đời nào. Ngự kiếm thuật trong tay, còn có thể để ngươi thi triển ra võ kỹ như vậy, vậy thì có thể lui khỏi đoàn. Nhị hoàng tử cùng lão giả áo bào đen bên cạnh cũng co quắp một trận. Đây là... Chẳng lẽ đây lại là ngự kiếm thuật? Tất cả mọi người nhích người về phía trước, dường như sợ bỏ lỡ một chi tiết nào, chỉ thấy nạo lan minh tuyết không hao tổn một sợi tóc, ngón tay đưa ra, chui đao tử trong đống phế tích bị sụp đổ lập tức bay đến tới phiên ta nếu như lúc trước mọi người thấy là ưu thế của ngự kiếm thuật vậy thì hiện tại bọn hắn nhìn thấy là tính thiết thực của ngự kiếm thuật nạp lan minh tuyết là người thông minh nếu như nói trình độ ngự kiếm thuật của tống thanh phong đang ở giai đoạn nhập môn đến thuần thục như vậy thì ngự kiếm thuật của nàng đã đến giai đoạn thuần thục chỉ thấy một tay nàng cầm đao vung lên một luồng đao khí lạnh giá lan tràn ra nhẹ buông tay chui đao theo đó bay ra. Hóa thành một vòng ngân mang, đánh thẳng về phía tiêu lãnh vũ, mà bản thân nàng cũng đồng thời theo sau, đao, khí, quyền ba thứ tập hợp một chỗ. Tiêu lãnh vũ cảm thấy mình giống như đồng thời nhận lấy sự công kích của ba người, ngự kiếm thuật nhanh lẹ linh động, thuật cách đấu đánh cận thân, thỉnh thoảng xen lẫn một vài võ kỹ sở học của nàng. Trong nhát mắt, tình huống hoàn toàn nghịch chuyển, tiêu lãnh vũ phát hiện, mặc dù tu vi mình cao hơn đối phương, nhưng sau chiêu thứ nhất chưa kịp tấn công bây giờ đã không còn cơ hội xuất thủ cái thao tác này lợi hại ánh mắt phương khải sáng ngời bên trong quán nét không ít người phát mưa đạn cái thao tác này lợi hại khoảng cách đến lão bản lại gần thêm một bước rất có chân truyền của lão bản lão bản điều chỉnh ánh mắt người xem một chút ta muốn thấy nét mặt của bọn họ ha 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 cũng muốn nhìn